mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Cũng như bao lớp thanh niên thủ đô sinh ra vào thời Hà Nội mới được giải phóng, ông Hoàng Đức Cương cũng bị vật lộn với cuộc sống thường nhật trong mấy thập kỷ. Sau nhiều ngành nghề dưới thời bao cấp cũ, ông Cương chính thức gia nhập làng quần vợt thủ đô từ những năm 90. Ông nhớ lại, những năm đó quần vợt Hà Nội chưa phát triển như bây giờ, được tiếp xúc học hỏi huấn luyện viên người Nam Tư cũ đến Hà Nội hướng dẫn bộ môn quần vợt, ông say mê bộ môn này luôn. Từ lòng đam mê, ông bỏ công sức ra tập luyện học hỏi để trở thành một huấn luyện viên cho hàng chục em thiếu niên nhi đồng. Thầy Cương đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi bộ môn quần vợt ở Hà Nội mới phát triển như sân bãi, dụng cụ tập luyện và nhất là chiêu sinh học trò nhí cũng như kinh phí. Anh Cương cũng là theo cái tennis trẻ của Hà Nội cũng nhiều năm và có mở những cái lớp cho các em thiếu nhi là rất lâu rồi. Thì đến hôm nay thì là cũng là đấy cũng là một cái tất yếu cái thành quả của anh Cương là đã mở lớp và xây dựng lên như thế. Hà Nội hiện nay là cần rất nhiều người như anh Cương. Đấy và là để đóng góp những cái đóng góp của anh ấy như càng nhiều người như thế thì sẽ càng phát triển cái phong trào quần vợt của Hà Nội. Thầy là một thầy giáo à, rất là chăm lo học sinh. Không kể nắng mưa gì thầy vẫn là gọi tập. Thầy nếu mà học sinh của thầy mà có những cái điều gì mà ví dụ như là động tác mà vẫn còn thiếu thì thầy có thể bổ sung cho. Để có được các học trò cưng như hiện nay, thầy Cương cũng phải mầy mò chiêu sinh những em cùng gia đình thực sự yêu thích bộ môn này. 3-4 năm gần đây, bộ môn quần vợt phát triển, những học sinh của huấn luyện viên Hoàng Đức Cương được dịp trổ tài. Tất nhiên, thầy luôn nhắc nhở học trò, học tập văn hóa vẫn là số 1. Thầy tự mầy mò trên mạng Internet đặt mua trang thiết bị phục vụ tập luyện như máy bắn bóng, bóng chuyên dùng cho tập luyện, dụng cụ nâng cao thể lực, vân vân. Cũng từ đây, nhiều em đã trưởng thành như Nguyễn Đức Duy, Đào Ngọc Sơn, Tùng Anh, Sơn Tùng, Ngọc Tân, vân vân. Thầy Cương là rất là quan tâm đến em và thường luyện tập cùng em, giúp em tiến bộ hơn nhiều trong giải này. Thầy cũng không ngại khó khăn trời nắng hay là mưa, đã giúp cùng chúng em luyện tập chuẩn bị cho thi đấu giải. Thầy đã rất là động viên em, đã hướng dẫn cho em những kỹ thuật để giúp em đạt giải ngày hôm nay. Được sự hướng dẫn luyện tập của cái thầy Cương ở bên xe lửa Tha Lâm, có lẽ như từ năm ngoái năm nay là hè nào chúng tôi cũng cho con sang tập bên thầy. Có lẽ thầy là cái người có lẽ chúng tôi cũng là phải nói là cảm ơn rất nhiều. Hôm nay là có cái thành tích mặc dù nó nhỏ thôi nhưng nó mang lại cho gia đình, bản thân cháu cũng một niềm vui rất lớn. Đấy là mà qua cái thời gian nỗ lực phấn đấu, hè nào thì mặc dù nắng mưa thứ thầy cũng coi như là chăm chỉ luyện tập cho các cháu. Mà các cháu thì cảm phục thầy rất nhiều. Coi như là trời nắng chang chang các cháu coi như là nhiều lúc biết ngại nhưng mà có sự coi như động viên của thầy cũng như sự huấn luyện của thầy là các cháu lại nhiệt tình như ra sân tập. Cái bộ môn này thì Hà Nội mình phát triển so với cả nước là hơi muộn. Thế nhưng mà thời gian gần đây là các cháu được các gia đình quan tâm thì cái phong trào nở rộ, các cháu cũng đi tập nhiều thì cái nguồn của quần vợt bắt đầu có cái xu hướng phát triển thì tôi cũng là một trong những người mà đam mê cái môn này, muốn các cháu trưởng thành theo phong trào. Hơn 10 năm qua, thầy Cương đã có mảnh đất tốt để ươm trồng những tài năng trẻ. Hàng chục lớp cho thầy huấn luyện đã cho ra lò nhiều vận động viên phong trào có thành tích tốt. Từ khi có giải quần vợt thiếu niên, thầy Cương ở lại với những cây vợt tuổi thơ. Đam mê và nhiệt tình với bộ môn banh nỉ, thầy Cương đã nhiều lần được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cử đi học các lớp trọng tài, huấn luyện viên do chuyên gia nước ngoài đào tạo. Hiện thầy Cương có bằng huấn luyện viên cấp 1, hàng ngày, nhất là dịp hè này, thầy lại say sưa trên sân tập ở trường cao đẳng đường sắt quận Long Biên. Để truyền đạt những kiến thức về quần vợt cho học sinh của mình,
góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao nước nhà. Cháu chạy này, cháu chạy này, đường này.